biết các bạn như sau. Hai đội cùng chạy. Phía bên đội A, đội đứng trước. Chúng ta đã chưa được phần quà đến từ nhà xe. Xin mời bạn ký tiếp đi nào.
Ở dòng FT series của chúng ta, cái phía bên cạnh người đây đó chính là dòng R15 của Yamaha Moto Việt Nam với 150 phần khối. Tiếp theo là dòng sản phẩm R3, R7, R9 và FT, xin lỗi ạ, FT15, FT03, FT07, FT09 và cuối cùng là FT10. Đó là dòng sản phẩm FT series của Yamaha Moto Việt Nam. Quý vị và các bạn, chúng ta có thể đến với khu vực này để chúng ta chiêm ngưỡng những dòng xe mô tô không có lớn quý vị nhé. Không phải dễ gì các bạn chúng ta có thể nhìn thấy những dòng sản phẩm này của chúng ta ngoài thị trường và di chuyển trên đường. Như nay Yamaha Moto Việt Nam đã đem xuống thành phố Cần Thơ cho tất cả quý vị và các bạn, chúng ta có thể chiêm ngưỡng trực tiếp dòng sản phẩm mô tô không có lớn của Yamaha. Hiện tại tại khu vực các dòng sản phẩm mô tô không có lớn Sportbike của Yamaha Moto Việt Nam thì chúng ta có các dòng R series. Các bạn chúng ta có thể đến với các khu vực này để chúng ta có thể chiêm ngưỡng như R15, R3, R6, R1 các bạn nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một dòng sản phẩm, một phiên bản đặc biệt của dòng sản phẩm Yamaha Exciter, đó chính là Yamaha Exciter 150 phiên bản Monster Energy, uy lực mạnh thú. Các bạn có thể đến với khu vực trưng bày xe của chúng tôi có bố trí dòng sản phẩm này cho tất cả các bạn. Ngoài ra chúng tôi có khu vực trưng bày các dòng xe tay ga của Yamaha. Ở tại đây chúng ta có các dòng sản phẩm như là dòng sản phẩm Ready hoàn toàn mới, Frigo vừa mới ra mắt của công ty Yamaha, MVS Trainer. Các bạn có thể đến với khu vực này để chúng ta có thể chiêm ngưỡng các dòng xe tay ga của Yamaha. Yamaha Victory 19.
quý vị các bạn nào chúng ta đam mê xe phân khối lớn thì hãy đến với khu vực trưng bày quý vị nhé. Và đây là lần đầu tiên Yamaha Moto Việt Nam đem đến cho tất cả quý vị và các bạn những dòng mô tô phân khối lớn nổi tiếng thế giới của Yamaha. Quý vị và các bạn chúng ta có thể tranh thủ cơ hội này, hãy đến thật gần các dòng xe phẩm để chúng ta có thể được chiêm ngưỡng, được tìm hiểu về các dòng xe này quý vị và các bạn nhé. Và chiều nay vào lúc 7 giờ tối chúng tôi sẽ trình diễn mô tô nghệ thuật và tất cả những dòng xe phân khối lớn của Yamaha Moto Việt Nam sẽ xuất hiện và trình diễn những màn biểu diễn vô cùng độc đáo cho tất cả quý vị và các bạn. Chính vì vậy vào lúc 7 giờ hãy cùng đến với chúng tôi để chúng ta có thể tham quan và chiêm ngưỡng những dòng sản phẩm phân khối lớn của Yamaha Moto Việt Nam. Duy nhất một ngày hôm nay thôi tất cả quý vị và các bạn nhé. Hãy nói với bạn bè của mình nhanh chóng đến tham dự chương trình cùng với chúng tôi để chúng ta có thể được chiêm ngưỡng, sở hữu cho mình những phần quà vô cùng hấp dẫn, chiêm ngưỡng những dòng xe mô tô phân khối lớn của Yamaha Moto Việt Nam. Đồng hành cùng với Yamaha Moto Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có khu vực tư vấn đại lý, sẽ có là đại lý Sài Gòn, đại lý Thiên Phúc và đại lý Hồng Phúc. Các khu vực này chúng tôi sẽ tư vấn và mang đến cho tất cả quý vị và các bạn những chương trình khuyến mãi của Yamaha Moto Việt Nam. Hiện tại cho tất cả quý vị và các bạn khi chúng ta muốn mua xe và nếu các bạn nào chúng ta muốn tìm hiểu về thông tin xe, chương trình khuyến mãi thì hãy đến với khu vực này. Nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn tận tình cho tất cả quý vị và các bạn. Hey.
Xin mời tất cả quý vị và các bạn nào chúng ta muốn nhận cái bông hãy nhanh chóng di chuyển đến khu vực trò chơi các bạn nhé. Rồi xin mời tất cả quý vị và các bạn ạ. Các bạn nào chúng ta muốn tham gia trò chơi nhanh chóng di chuyển qua đây các bạn. Chạy rồi cho chơi tiếp. Ai chưa có gấu thì cứ vào chơi nha. Có gấu rồi không cho chơi. Không nói có gấu rồi không cho chơi. Người tiếp theo. Đâu ạ? Nhanh chóng lên các bạn. Ai chơi chúng ta vào nha các bạn. Ở lượt chơi tiếp theo này chúng ta chỉ chọn ra 4 bạn để chơi thôi các bạn nha. 4 bạn thôi nha. Chưa? Không cần đăng ký. Lát nữa sẽ có người chọn các bạn. Chúng ta sẽ còn 4 bạn các bạn tập trung ở đây thôi nha.